Trong doanh nghiệp của mình á, mình phải xác định một cái mức chấp nhận rủi ro. Chấp nhận rủi ro ở đây thì nhà lãnh đạo á, là phải chấp nhận cái rủi ro theo dạng là rủi ro có tính toán trước. Tiếng Anh nó gọi là calculated risk. Tôi ví dụ nè, anh lãnh đạo thuê một người quản lý vào và chấp nhận là cho người quản lý này người ta làm việc gì đó mình giao hẳn người ta luôn, và cái mức chấp nhận rủi ro người quản lý này là 1 tỷ. Nếu mà quá 1 tỷ lại tới mình, dưới 1 tỷ mình chấp nhận mình để lỡ, thì như vậy sau này các anh chị sẽ có một cái ngưỡng cửa và các anh chị chấp nhận được. Và một trong những bậc thầy về việc này đó chính là ông Warren Buffett. Tất cả những rủi ro diễn ra ở tập đoàn của ông Warren Buffett, ông đều quy ra học phí của chương trình MBA hết. Và mỗi người như vậy được 2 lần bị fail trong một chương trình MBA. Thì ví dụ nha, học phí MBA ở Mỹ là 100.000 đô cho một chương trình, thì mỗi người lãnh đạo của ông á được phá 2 lần, tương đương với phá 200.000 đô. Và có một câu chuyện rất là kinh điển của Warren Buffett là trong một buổi sáng đẹp trời, một lãnh đạo cấp cao của Warren Buffett tới nộp cái đơn, tờ giấy được đặt trên bàn á, thời gian địa điểm rõ ràng, nói là đại ca em xin đại ca nghỉ. Thì ông mới quay qua ông nói, ủa tại sao nghỉ? Thì bạn mới nói là dạ em mới phá và đại ca một cái dự án và em thấy là em không thể tồn tại được ở đây. Thì ông mới hỏi là phá bao nhiêu tiền, thì ông đó mới nói là phá dạ 100.000 đô, cách đây 20 mấy năm các chị nhé. 100.000 đô cách đây 20 mấy năm nó to lắm. Và thứ hai là ông sẽ hỏi tiếp, trong 100.000 đô đó mà anh mới phá thì có bao nhiêu người phá? Thì anh đó mới lãnh đạo mới nói là dạ em có 6 người. Thì ông mới chia ra 100.000 chia cho 6 người, thì ông nói ồ cái này còn được, phá tiếp đi. Như vậy là anh được phá 6 lần nữa. Nhưng mà lưu ý 2 điều sau đây. Điều số 1 á là phá tiếp, nhưng mà cái phá số 2 nó phải khác cái phá số 1, không được giống nhau. Tại ra trong công ty của mình á, những thất bại mình không được thất bại 2 lần, những cái sai lầm không được thất bại 2 lần. Thành ra nếu mà những thất bại, những sai lầm mà thất bại 2 lần á, thì người ta gọi là thất bại là ông nội thành công, chứ người ta không gọi thất bại là mẹ thành công. Bị mẹ phải sinh ra được thành công, còn ông nội không sinh ra được, đúng không ạ? Thành ra khi mà chúng ta chấp nhận cái khẩu vị rủi ro, chúng ta sẽ có được cái bài học. Và đó lý do vì sao mình có gọi là bài học kinh nghiệm. Bài học kinh nghiệm là lâu lâu mình nghiệm lại mình thấy kinh, được gọi là bài học kinh nghiệm. Nên lúc này mình sẽ không dùng từ kinh nghiệm nữa, mình gọi nó là trải nghiệm. Làm sao chúng ta nghiệm lại những gì chúng ta đã trải qua, chứ đừng nghiệm lại những gì chúng ta thấy kinh là chúng ta sẽ thất bại.